Hello, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi tụi loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Steel Master. Let's go. Tựa game này thuộc của hãng Sega. Ok, let's go. Mình sẽ hóa thân là một anh chàng ninja. Rồi. Yeah, ok. Tiếp tục nào. Wow, đợi chàng này, sau đó mình quay lại, giết đêm, rồi. Oh, chàng này phát hiện rồi. Xem người ta quay đi đâu, thấy rồi. Báo động đỏ, ok. Wow, 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 chạy thôi. Tiêu thế thôi, yeah, ok. Nice. Tiếp tục nào. Sẽ mua giáp phải mua cái gì đây? Speak đi. Ok, let's go. Ok. Let's go. Sẽ lắp vào trong này. Cho lại giáp đi. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tựa game tiếp theo. Cho quét video game 2. Let's go. Ok, let's go. Các bạn ăn dị vào anh chàng này. Boom. Let's go. Ha 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 ha!
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếng thứ ba. Let's go. Rồi. Mình sẽ điều chỉnh vào luôn trái bom này. Đấy, tiếp tục nào. Chỉ mình chẳng được chạy như thế nào. Wow, rất là nhiều tiền luôn. Nhưng mà thôi, mình sẽ không lấy tiền đó. Ok. Boom. Mình sẽ điều khiển cái này. Boom. Ok, let's go. Cái anh chàng màu xanh này là anh chàng mà các bạn không được phép bắn, bởi vì anh ta là các bạn phải cứu anh ta. Let's go. Let's go. Okay, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ tư. Ice cream one. Let's go. Wow, wow, các bạn của mình bị ông ta bắt mất rồi. Ông ta đóng băng các bạn mình, sau đó thì ông ta sẽ bắt vào trong xe. Và bây giờ thì mình sẽ phải tìm cách để cứu thoát khỏi cậu bạn này, thoát khỏi ông ta. Mở những cái này ra, xem có gì không. Không có gì. Một sợi dây, let's go. Mai không nhìn thấy, ông ta không nhìn thấy mình. Và bây giờ thì mình sẽ chuồn tiếp sang quán cà phê. Let's go. Let's go. Oh my gosh.
Không ngờ ông ta vào đây nhanh đến mức độ vậy mà mình cũng không nhìn thấy ông ta luôn, sợ thật. Rồi bây giờ thì mình sẽ phải tìm một cái cuộn băng dính. Let's go. Bro, làm việc. Ok. Let's go. Let's go. Không biết ông ta có nghe tiếng mình làm cái đó rơi xuống không? Chúng ta chui vào đây là mình đã phải chui ra ngoài. Mong sao khi mình chui ra ngoài mà ông ta không ở đây. Ok, let's go. Ok, let's go. Và mình sẽ sang đây và sẽ đổ đầy bình xăng. Let's go. Ok. Rồi lại chui ra thôi. Thì như ông ta đang quay vào đây. Rồi đồng xu này mình sẽ mua một khẩu súng. Let's go. Okay, let's go. Rồi mình phải tìm một chiếc áo. Đây không có rồi. Đây rồi.
Oh my god. Oh my god. Mình đi xa đây một tí thì sẽ không ra. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Xe vào giờ cơn. Let's go. Start to start. Một con bò tót. Rồi, cái này đi. Oh my god, đi luôn. Chứng tỏ là phải gọi là dùng cái khăn đỏ. Rồi, ăn đi. Một quả táo. Oh my god. Đây đi. Ok. Đi chú gà. Gà thì phải châu chấu. Bởi vì gà thích ăn những cái con châu chấu đó. Cho nên mình chọn chuẩn thôi. Đấy. Kéo cắt hay là nửa nhỉ? Nửa đi. Boom. Oh my god. Vậy chứng tỏ là kéo à? Một chú chim. Súng bắn hay là bánh đi? Bánh đi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Granny Chapter 2. Let's go. Mở lên. Let's go. One day. Ok, và bây giờ thì mình sẽ lên trên tầng và sẽ mở từng lơi này ra xem có cái gì ở trong này không. Chìa khóa này thì không cần thiết nữa các bạn nhé. Ok, mình sẽ gửi cái này cho ông bà ấy xuống và tập trung tại một chỗ, sau đó thì mình sẽ lên trên tầng. Ok, let's go, lên tầng thôi. Ông kia đang gọi Jolly kìa. Bà dám đặt bẫy ở đây. Rất là láo luôn. Thank you.
Oh my god. Wow, 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 wow. Ông già thì tự nhiên vào đây, sợ thật. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Stick World. Vào đây. Ok, mình sẽ nâng cấp cho anh chàng này đi. Let's go. Tăng thêm người bắn cung. Wow, nó rất là nhiều luôn. Wow, wow, đông thật. Bắn thôi. Okay, let's go. Thắng rồi. Và tình yêu tiếp tục. Mình sẽ nâng cấp tiếp. Ok. Let's go. Không biết có nên mua thêm một anh chàng để đào vàng không? Nhảy như là cóc nhảy luôn này. Okay, let's go. Thắng rồi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Đây là một tựa game thuộc của hãng Sega. Let's go. Trời hiểu sao mình không bắn mà sao vẫn bị dính máu nhỉ? Ok, let's go. Rồi, còn lại thì mình sẽ ăn ít máu đây. Ok,
không hiểu sao mà mình ngồi xuống mà vẫn bị dính đạn đâu, tai thật. Ôi chết rồi, cái này mình đi rồi. Ok, may thật. So, ok, let's go và mình xin phát dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.